Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với quý vị và các bạn là em vừa mới mua về được một chiếc xe Hyundai Verna đây ạ. 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nhé. Còn nguyên bản đây các bạn này. Đấy, chưa có làm bất cứ một cái gì nha. Vừa mới lấy từ trong hầm của chủ xe ra là ra đến đây là em quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem luôn đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản đấy, nguyên bản từng con ốc một này. Đèn đóm còn rất mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chủ xe để trong hầm cho nên là xe rất đẹp, rất mới nhá. Và trong hầm thì vừa rồi em có quay qua một chút trước khi đánh lên đây là em quay ở dưới hầm ấy. Là dưới hầm là nó hơi bị tối cho nên là đem ra bên ngoài thì em mới quay lại đây. Quay lại cho quý vị và các bạn xem này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, nội thất nỉ nguyên bản và còn mới còn đẹp như này đây này các bạn này. Nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2009 đây này. Đấy. Hồ sơ tự quản còn nguyên này. Một chủ từ đầu các bạn nhá. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đấy, rất là đẹp này. Toàn bộ vô lăng này rất đẹp luôn các bạn nhá. 9.7 chuẩn nhá. Cam kết với quý vị và các bạn là cái đồng hồ này chuẩn, không tua và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Chiếc xe này thì chủ xe rất là cẩn thận, bảo hành bảo dưỡng toàn làm ở trong hãng hết cho nên chiếc xe đẹp như này đây ạ. Đấy, tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Đấy, với chiếc xe này thì em khẳng định với lại quý vị và các bạn là không phải làm cái gì cả luôn đấy ạ. Chính em đi mua về chắc cũng không phải dọn luôn ạ, vì nó quá mới, quá đẹp. Chiếc xe này là chủ xe chăm sóc rất tốt đấy ạ, rất là kỹ đấy ạ. Lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ đâu nhá. Đấy, lốp xưa cua còn chưa hạ ở dưới này. Lát nữa thì em về em rửa sạch sẽ đi, em sẽ quay lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Nhưng đây, đều rất mới, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này. Đấy, nội thất đẹp như này. Đấy, quý vị và các bạn xem này. Một chiếc xe 2009 mà nó còn mới còn đẹp như là 2019 đấy. Đấy. Nội thất đẹp như này đây ạ. Trần này, rất đẹp luôn ạ. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Máy móc còn nguyên bản này. Còn nguyên cả sách hướng dẫn sử dụng luôn này. Sổ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng còn đầy đủ này. Và chiếc xe này thì là nhập nội địa của Hàn Quốc các bạn nhé. Ngày xưa mới có thôi, bây giờ không có đâu ạ. Đấy, nhập nội địa này, hồ sơ tự quản này, đầy đủ luôn này. Hiếm có những chiếc xe mà chủ xe lại giữ lại đầy đủ như vậy đấy ạ. Chìa khóa còn nguyên zin, cả hai chìa khóa luôn này. Đấy. Tất cả còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này là còn nguyên bản hết ạ. Nguyên bản từng con ốc này, máy móc thì rất đẹp rồi này. Đấy, máy móc đẹp như này. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Verna 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này, thì chúng em cam kết là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, nguyên zin từng con ốc. Và chiếc xe này thì chúng em đang bán với giá là 215 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Verna 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Để yên, anh bảo yên. Chìa khóa em mượn chị. Xem kia rồi anh ấy. Chưa.
Yeah.